Chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta đến với một ví dụ về ứng dụng lục hào trong việc xem đấu giá đất. Ngày Tuất tháng Tuất, có một ông anh hỏi xem đấu giá đất có thành công không. Quẻ này thì anh ta tự gieo rồi đưa mình xem. Ngày Nhâm Tuất tháng Tuất gieo được quẻ Sơn Thiên Đại Xúc. Trình tự các bước lên quẻ và tiến hành luận đoán thì chúng ta đã học ở những phần trước. Trong những ví dụ luận đoán thì mình không làm lại nữa. Khi gieo quẻ và lên quẻ thì đầu tiên chúng ta nhìn tổng quát xem tượng quẻ như thế nào. Bài về tượng quẻ tham khảo bài 64 quẻ dịch. Quẻ Đại Xúc có thượng quái là Sơn, là Cấn, hạ quái là Càn, là Trời. Ý chỉ là đem công sức, tài đức tích lũy chồng chất lên nhau, biết hành động một cách chắc chắn, tiến lên từng bước theo đúng một quy luật khách quan thì tất sẽ thành công. Vì thế người ta gọi quẻ này là Đại Xúc. Đại Xúc nghĩa là sự tích tụ nhiều. Nhìn qua tượng quẻ thì chúng ta thấy là khả năng anh này đấu giá thì thành công là cao. Bây giờ chúng ta sẽ xét những cụ thể trong quẻ xem như thế nào. Đối với việc xem lục hào thì quan trọng nhất vẫn phải là chọn đúng dụng thần. Đối với việc đấu giá đất này thì ta chọn phụ mẫu làm dụng thần, đại diện cho mảnh đất. Thế là bản thân người hỏi quẻ ứng là đối thủ cạnh tranh với anh ta trong việc đấu giá đất. Trong quẻ này thì dụng thần phụ mẫu ngọ hỏa không hiện lên quẻ mà phục dưới hào thế quan quỷ dần mộc. Hào thế nằm ở hào 2, hào 2 là hào trạch, chứng tỏ là mảnh đất này là nằm gần với nơi ông anh này sinh sống. Lâm Thành Long nghĩa là mảnh đất này cũng khá đẹp. Ta thấy là dụng thần ngọ hỏa hưu tủ không được nhật nguyệt sinh trợ nhưng mà cũng không bị khắc. Đồng thời ngọ hỏa nhập mộ tại tuất thổ. Tuất thổ là nguyệt lệnh. Điều này là chứng tỏ là mảnh đất này nằm dưới sự quản lý của cơ quan nhà nước. Nguyệt lệnh đại diện cho cấp trên. Trong trường hợp này là cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý đất đai. Quan quỷ trì thế là nguyên thần, lại là phi thần, đến sinh cho dụng thần là phục thần, chứng tỏ anh này là rất muốn mảnh đất này. Nhưng thế tại dần mộc cũng không được nhật nguyệt sinh trợ nên hưu tù, chứng tỏ cái tiềm lực kinh tế của anh này cũng có hạn. Nên có sự căn cơ trong việc đặt đấu giá. Chính vì vậy nên anh ta mới lo lắng, băn khoăn, gieo quẻ để hỏi. Chúng ta tiếp tục xem đối thủ trong phiên đấu giá đất của anh ta xem như thế nào. Ứng thế tài tí thủy, tài chủ tiền tài, chủ là ra giá. Nhưng mà tí thủy ở đây là bị nguyệt khắc, lâm không vong, chứng tỏ cái đối thủ của anh ta cũng đưa ra giá là không phù hợp. Không phong là biểu thị là không đạt được. Đối thủ của anh ta có khả năng nhận thông tin sai lệch từ nội bộ đơn vị tổ chức đấu giá, dẫn đến đặt giá không phù hợp. Ở đây tuy dụng thần hưu tù nhưng mà nhật nguyệt phi thần phục thần tạo thành tam hợp cục, chứng tỏ các anh này được sự trợ giúp của các đơn vị đấu giá hoặc là những người làm cho cơ quan quản lý đấu giá và sau này là được cơ quan quản lý đấu giá là chấp thuận. Đồng thời dụng thần phụ mẫu ngọ hỏa phục dưới hao thế, chứng tỏ mảnh đất này thuộc về sở hữu của anh ta. Lâm Thanh Long thể hiện sự vui vẻ. Thế sở hữu của anh ta là sở hữu khi nào? Thì chúng ta phải xem khi nào cái thằng phục thần nó xuất hiện ấy, thì là anh ta được sở hữu. Bài phi thần phục thần là chúng ta học rồi.
qua các dữ liệu trên thì ta đưa ra kết luận như sau. Tuy tiềm lực là có hạn, nhưng được sự trợ giúp của một số người trong hội đồng đấu giá, cuối cùng anh ta vẫn đấu giá thành công với giá sát sàn sạt. Đến ngày ngọ thì ông anh gọi điện mời quán rượu thì quẻn và khoe là đã đi công chứng đất về. Ngày ngọ cũng là ngày phục thần xuất hiện. Hỏi tiếp thì ông anh bảo là ngày dần thì có kết quả đấu giá, sau 5 ngày thì là ngày ngọ thì ra công chứng. Đấy. Thì qua cái ví dụ này chúng ta đã nắm được cơ bản về việc là đấu giá, cạnh tranh hoặc thi đấu thể thao ấy, thì là người ta thường thường người ta xét là thế ứng là chính, hai cái độ lực tương quan giữa thế và ứng. Ở đây trong cái ví dụ này thì mình thấy là thế tuy hưu tù nhưng mà ứng thì lại còn không còn lực, nên là cuối cùng là ông anh lại chiến thắng. Rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những bài sau.